Hồng Ánh 16 năm chăm con nuôi ở Huệ Trí. Sau lần đóng chung phim Trăng Nơi Đáy Tiếng, nghệ sĩ Hồng Ánh nhận diễn viên Nhí Hiếu Anh làm con nuôi, chu cấp tiền học, làm chỗ dựa tinh thần và dự tính đón con vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng. Vợ chồng Hồng Ánh và các cặp nghệ sĩ không có con vẫn êm ấm cửa nhà. Tuy không có con cái, nhưng hôn nhân của các cặp nghệ sĩ này vẫn rất hạnh phúc. Họ khiến khán giả ngưỡng mộ vì sự bao dung, thông cảm với nhau. Hiếu Anh sinh năm 2001, đóng Trăng Nơi Đáy Giếng lúc 5 tuổi. Trong phim, Hiếu Anh vào vai cu nhất, con trai riêng của chồng được nhân vật Hồng Ánh đảm nhiệm yêu thương và nâng niu như con ruột. Trò chuyện với ngôi sao, nữ diễn viên cho biết đây là đứa con cô khó chinh phục nhất trên màn ảnh. Những ngày đầu tiếp xúc, Hiếu Anh tỏ vẻ ương bướng, không chịu đến gần, trò chuyện và quay phim cùng cô. Thậm chí, nhóc tì hồi đó còn hay mè nheo, có nhiều đòi hỏi tréo ngoe. Xem đây là một thử thách nhưng Hồng Ánh không nản lòng. Cô lặng lẽ quan sát và lắng nghe những cuộc đối thoại giữa cậu nhóc và mẹ ruột để biết cu cậu thích gì. Lúc Nguyệt, mẹ ruột Hiếu Anh, không có mặt, cô đưa cho Hiếu Anh đúng món đồ chơi yêu thích, nhờ cậu hướng dẫn chơi để phá vỡ bức tường băng giữa hai người. Thấy Hiếu Anh mê máy điện tử cầm tay thịnh hành hồi đó, Hồng Ánh ra chợ tìm mua một cái. Đến trường quay, cô lẳng lặng ngồi một góc chơi, cố ý gây chú ý với cậu bé, tạo cảm giác đồng điệu. Chưa tới một tuần, mẹ Hồng Ánh đã chiếm được tình cảm của cu nhất Hiếu Anh. Cô nhớ lại, tôi tin không ai giữ mãi được thành trì cảm xúc với người khác. Mới gặp người quan tâm mình, thằng bé có thể nghĩ bà này diễn. Nhưng ngày nào cũng được quan tâm, con sẽ mở lòng với tôi. Suốt thời gian quay Trăng Nơi Đáy Giếng, Hiếu Anh thường làm việc với đoàn phim mà không cần mẹ ruột có mặt. Nhiều hôm, cậu bé không về nhà, ở lại khách sạn với Hồng Ánh. Nhiều năm qua, Hồng Ánh chỉ dạy Hiếu Anh trưởng thành, dù hai mẹ con không sống cùng một thành phố. Nhận Hiếu Anh làm con không phải chỉ bằng cách xưng hô mẹ, con, Hồng Ánh bảo trợ con cả về vật chất và tinh thần. Nữ diễn viên cho hay Hiếu Anh lớn lên không trọn vẹn tình thương. Lúc nhỏ, Hiếu Anh chứng kiến bố mẹ nhiều lần mâu thuẫn và xô xát. Sau ly hôn, họ đều có gia đình riêng rồi lại thêm một lần đổ vỡ. Với môi trường trưởng thành phức tạp như vậy, Hồng Ánh lo người thông minh, cá tính nhưng không có ai chia sẻ như Hiếu Anh dễ sa ngã, trở thành nhân tố nguy hiểm cho xã hội. Vậy nên, từ lúc con nuôi vào lớp 1, cô theo sát chặng đường học vấn của con, khuyên mẹ ruột dù có thế nào cũng phải cho con hoàn thành việc học. Nữ nghệ sĩ gửi tiền học hàng tháng, cho con thêm tiền tiêu vặt, mua xe đạp, sắm máy tính, đồ dùng học tập. Tuy nhiên, cô chỉ chọn các sản phẩm giá trị vừa phải, tránh mua đồ quá đắt tiền. Dù hai mẹ con ở hai thành phố, Hồng Ánh thường xuyên trò chuyện với con qua điện thoại, làm chỗ dựa tinh thần cho Hiếu Anh. Các kỳ nghỉ, cô hay đón con vào thành phố Hồ Chí Minh đi chơi cùng gia đình, về thăm quê nhà Trà Vinh của cô. Có thời gian, cô bay ra Huế sum họp với con. Hồng Ánh tâm sự không ít khoảng thời gian, cô cảm thấy khó khăn trong việc chỉ dạy con trai nuôi. Giai đoạn Hiếu Anh bước vào tuổi dậy thì, bắt đầu khám phá cơ thể, tìm hiểu giới tính và mê chơi game làm cô lo lắng nhiều. Bố ruột của Hiếu Anh là công an, rất hà khắc, trong khi mẹ ruột ít ở gần con. Hồng Ánh cân bằng sự nghiêm khắc và mềm mỏng để chỉ dẫn cho con. Hiếu Anh quấn quýt Ánh hơn mẹ ruột nhưng Hồng Ánh luôn nhắc con phải tôn trọng đấng sinh thành. Nữ diễn viên nhớ một lần mẹ ruột và bố dượng của Hiếu Anh cãi nhau, con riêng của dượng lấy trộm đồng hồ của Hiếu Anh và bố dượng đuổi Hiếu Anh ra khỏi nhà. Nghe con khóc trong điện thoại, Hồng Ánh đặt chuyến bay ngay sáng hôm sau ra Huế với con. Tháng 6 năm nay, Hồng Ánh hạnh phúc nhìn con trai tốt nghiệp loại giỏi ngành ngoại ngữ tại Huế. Sau mấy tháng hè, cô dự định đón Hiếu Anh vào sống cùng nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông xã cô, nhà phê bình, doanh nhân Thanh Sơn gợi ý Hiếu Anh làm trợ lý cho anh tại các lớp học. Còn Hồng Ánh khuyên con học thêm chuyên ngành rồi tìm việc. Hồng Ánh mừng con trai tốt nghiệp đại học hồi tháng 6. Chưa từng làm mẹ ngoài đời nhưng Hồng Ánh rất có duyên với vai diễn người mẹ. Nữ diễn viên không nhớ chính xác cô đã làm mẹ bao nhiêu lần trên màn ảnh, nhưng ước chừng dạng vai này chiếm 80% gia tài nghệ thuật của cô. Ngay các phim thuở mới vào nghề như Người Đẹp Tây Đô, Cầu Thang Tối, Hồng Ánh đã có con nhỏ. Con của cô đa dạng độ tuổi,
Từ các em bé còn đỏ hỏn, những nhóc tì ẩm ngửa trên tay đến các bạn tuổi teen, thanh niên mới lớn. Được đảm nhận bởi các diễn viên đàn em kém cô chỉ khoảng 10 tuổi như Lều Phương Anh, Ngô Kiến Huy. Tháng 10, cô sẽ ra mắt vai diễn mẹ bé An trong phim Đất Rừng Phương Nam. Sớm quen với việc chăm sóc các cháu ở nhà, Hồng Ánh không gặp nhiều khó khăn trong việc hóa thân người mẹ. Cô cũng tự tin khả năng kết nối với con trẻ. Chỉ khi đóng chung với các em bé vài tháng tuổi, cô hơi áp lực mỗi lần bế ẵm, phải chú ý đỡ cổ và lưng của bé, tập chăm con ngay cả trong giờ nghỉ. Diễn xuất ăn ý trên phim, Hồng Ánh và các bạn diễn giữ lối xưng hô mẹ, còn cho đến nhiều năm sau này. Ngoài Hiếu Anh của Trăng Nơi Đáy Giếng, cô còn nhận Lan Hà của phim Trái Tim Bé Bỏng làm con nuôi. Nhưng với Lan Hà, cô đóng vai trò tri kỷ, hỗ trợ tinh thần. Hồng Ánh tên đầy đủ là Phạm Thị Hồng Ánh, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1977 tại Trà Vinh, là một nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình, diễn viên kịch nói và đạo diễn nổi tiếng của Việt Nam. Từng giành được nhiều giải thưởng tại các kỳ liên hoan phim cấp quốc gia cũng như quốc tế về diễn xuất. Hồng Ánh bắt đầu sự nghiệp của mình trong bộ phim truyền hình Người Đẹp Tây Đô năm 1995. Cô là người đầu tiên và duy nhất chinh phục cả ba hạng mục diễn viên triển vọng, nữ diễn viên chính xuất sắc, nữ diễn viên phụ xuất sắc của liên hoan phim Việt Nam. Vai diễn thành công nhất của cô là Hạnh trong bộ phim chính kịch Trăng Nơi Đáy Giếng 2007. Bộ phim cũng đã giúp cô giành được hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng Cánh Diều Vàng, liên hoan phim Việt Nam tại Pháp và đặc biệt là liên hoan phim quốc tế Dubai. Thank you.